Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Anh Tùng Lê, anh em Bảo Phạm, anh em Sơn, anh em Lam, anh em Kunilu, anh em Vũ Luận, anh em Văn La và cuối cùng là anh em Hải Bếu. Cảm ơn toàn thể các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, những anh em mà tôi vừa mới gửi lời cảm ơn là những anh em đã có quá trình đóng góp hội viên trên một năm. Trong đó là có anh em Hải Bếu đã đóng góp hội viên được trên 2 năm rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và tôi cũng có cái lời nhắn gửi đến các anh em. Đấy chính là có những anh em thì tôi cũng đã có ra những cái clip tri ân. Đấy, món quà là một cái clip làm theo yêu cầu của các anh em để thay cho cái lời cảm ơn của kênh của Tuấn Cơm dành cho các anh em đăng ký hội viên. Thì hiện tại thì có những anh em mà tôi đã cảm ơn, tôi đã gửi những cái lời cảm ơn qua những cái video clip rồi. Đấy, còn có những anh em mà tôi sơ suất, tôi chưa có gửi lời cảm ơn. Đấy, thì anh em nào mà tôi chưa có gửi cái lời cảm ơn qua cái video clip tri ân thì anh em hãy để lại dưới phần comment nhá. Hiện tại ở trên kênh có khá là nhiều anh em hội viên đã đăng ký trên một năm. Các anh em mà đủ điều kiện tri ân, tức là trên một năm hội viên ấy, thì anh em cứ chủ động liên hệ với tôi nhá. Đấy, còn thực sự là có rất nhiều những cái video clip tôi ra và tôi cũng tri ân cho rất nhiều anh em, nên là tôi cũng không nhớ được là anh em nào tôi làm rồi và anh em nào tôi chưa làm đâu. Đấy, nên là anh em cứ chủ động liên hệ. Đó, và tôi cũng xin nhắc là ngoài cái việc là các anh em hội viên đăng ký một năm ra thì tất cả các anh em hội viên khi mà các anh em đến ngày sinh nhật của anh em thì tôi sẽ có một cái video clip chúc mừng sinh nhật ở trên kênh, như là một cái buổi tổ chức sinh nhật dành cho anh em ở trên kênh nha anh em nhá. Đấy, nên là anh em nhớ là cái ngày sinh nhật của anh em là anh em sẽ có một cái video clip chúc mừng sinh nhật của tôi nữa. Đó là cái quyền lợi của các anh em hội viên. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái con game ngày hôm nay. À quên, ngày 29 tháng 12 là sinh nhật của anh em Long Nguyễn. Và anh em Long Nguyễn có mong muốn là tôi sẽ làm một cái video clip có content là đoán đội hình cuối game. Thì tôi cũng không rõ là cái ý đồ của anh em là như nào, nên là anh em nếu mà xem video clip này, anh em có thể giải thích cho tôi được nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay. Trong cái trận đấu này tôi chủ động đánh chuyện thắng anh em ạ. Tôi đã ghép cái chén thánh ở giai đoạn đầu game để đánh chuyện thắng rồi. Ê à, rune ra khá là nhiều đỏ này. Và trận này, trận này không chơi đỏ đâu. Ở trong cái trận đấu này nó không có best omen ấy. Chính vì thế là tôi cũng sẽ không chơi 6 đỏ đâu. Kẹp đỏ giai đoạn đầu game xong rồi chuyển dần thôi. Chưa biết chơi gì. Trận này có Gritter à? Chắc là chơi tạm. Hiện tại là có một cái nhà đang chơi Gritter, đã form được cái bộ Gritter rồi. Mà không biết là có đánh đến late game không thì chưa biết. Cứ từ từ đã. Ok, 3 Goblin kẹp 2 đỏ. Đánh tạm trước khi con 2 sao. Ui, linh hồn lửa này. Vãi đái. Rồi, luôn. Lấy công nghệ để roll thôi. Xem nó ra cái gì. 3 mét. Chơi này chơi 5 rồng được nhá. Ở đây có thể cho 3 mét vào được. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ phải lên level 3 mét 3 goblin. 3 mét 3 goblin là chúng ta sẽ đánh ở level 6. Ui, cái round này không biết có ăn được không. Không, tôi trầu lắm, tôi trầu lắm, tôi trầu lắm, tôi trầu lắm. Tôi còn có cả cái chén thánh cơ mà, làm sao mà thua được. Có con Phượng Hoàng là như là có 2 mạng rồi. Ok. Bây giờ hy vọng nó lên được 2 sao thôi anh em ạ. Hơi đen, mãi không lên được 2 sao. Ui dồi ôi giời, được quá nhở. Vừa mới kêu không lên được 2 sao, lên 2 sao tôi này.
Heaven Bomber lên được 2 sao là ổn đấy. Dồn thêm phát lửa, kiếm thêm con 2 sao nữa anh em nhá. Ok. À, ui không được rồi. Ra con Rubik này. Mua Rubik không? Chơi Rubik xong rồi kết hợp với 6 Goblin, 6 Goblin Fake à? 6 Goblin Fake sớm đúng không? Hợp lý không? Trận này Goblin được đấy. Lâu rồi chơi Goblin nhỉ anh em nhỉ? Ờ, không biết là từ bao lâu rồi tôi vẫn chưa chơi cái bộ Goblin ấy. Lâu lắm rồi. Từ mấy cái đợt mà biểu diễn Hyperon Goblin. Ra ngoài lại ăn, ngon. Có công nghệ Ron. Mà nếu mà chơi Hyperon thì bây giờ hơi khó đấy. Bởi vì cái con mèo bây giờ phải pick vào. Bình thường con mèo có sẵn thì không nói làm gì, nhưng bây giờ con mèo nó phải pick vào trong anh em ạ. Thôi tôi nghĩ là không chơi Goblin đâu. Tôi đùa anh em thôi. Để tạm mấy cái con fake này, ví dụ như là ra Grim thì nếu mà có 3 Goblin thì chơi tạm fake Goblin, sau đó là chuyển thôi. Bài này hướng tới là 5 rồng 9 mét là ngon. Nhưng mà Human chưa ra tôi sợ khó. Human bây giờ tầm này chưa ra. Có cái chén thánh này đánh đầu game sướng lắm anh em ạ. Chén thánh ấy nó coi như là chúng ta có thêm một mạng rồi. Đấy, cái lượng hồi máu đến từ chén thánh nó rất là khỏe giai đoạn đầu game. Mà cái chén, ui từ từ nha, từ từ nha. Ừ, thế à, ác mộng này, con này khỏe lắm nhá. Ui rồi ôi, một quả trứng luôn này, ác mộng và một quả trứng. Ác mộng sẽ lên 2 sao sớm đây. Rau này lóc lại à? Hay là bán con Phượng Hoàng ấy nhỉ? Tôi vẫn nghĩ là tôi sẽ giữ lại con rồng hơn. Rồng hơn con Phượng Hoàng. Bởi vì là con Phượng Hoàng ấy, nó chắc chắn là nếu mà chơi Phượng Hoàng là chúng ta chơi chơi mết rồi. chơi mết, nhưng mà chơi mết thôi kiểu là không có 5 rồng ấy thì nó yếu lắm. Con đấy tìm sau đi, con đấy 4 đô anh em ạ. Làm tăng cơ. Bây giờ con ác mộng lên được 2 sao đập trứng luôn. Trở lại ngoài con rớt ra ấy, để chúng ta chơi 5 rồng 9 mét thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có thể là sẽ chơi ác mộng kẹp với cả 9 mét fake cũng rất là ok nhá. Tức là chúng ta không cần đánh ở level 11. Không cần đánh ở level 11, không cần đánh ở level 12 đâu. Chúng ta chỉ cần chơi fake xong rồi chúng ta hyperon. Nó cũng hợp lý luôn. Đấy, ý đồ của tôi là bây giờ nó ra sớm có thể là chơi như thế. Để xem đã. Nhưng mà ác mộng mà lên được 2 sao sớm thì nó gánh lắm ấy nhá. Con này là cực kỳ khỏe luôn. Ở trong cái meta này con ác mộng là chùm, chơi tất cả các thể loại đội hình luôn. Không phải chỉ có mỗi cái đội hình God Warlock đâu anh em. Tôi thấy cái đội hình nào cái con này nó cũng rất là khỏe. Cứ chơi được cái con ác mộng làm co là rất là khỏe luôn. Đấy ơi, có cái món đồ huyết trượng. Mua tí nữa dùng dần. Ok. Hiện tại vẫn chưa đủ tiền up cấp. Nên thôi, vẫn giữ cái đội hình này thôi. Có lên Ron phát lửa không nhỉ? Bởi vì round này chúng ta sẽ gặp cái thằng đang có chuôi đấy. Ăn nổi không? Đội hình này ăn nổi không? Bây giờ không up cấp được lên. Up lên 7 thì yên tâm hơn, nhưng mà bây giờ không up được lên thì không biết có ăn nổi không nhỉ? Đội hình này nó cũng không phải là quá mạnh đâu nhá. Không phải quá mạnh đâu. Những cái con gây đam mà nó chỉ có con Heaven Bomber là gây đam thôi. Đấy. Nên là cũng chưa biết được là thế nào. Heaven Bomber nhưng mà có chén thánh nhá, coi như hai mạng đi. Ok. Ăn nổi không? Được không? Hay.
có vẻ như là ăn được anh em ơi. Được rồi, hay quá. Vậy là chúng ta cắt được cái chuôi có tiền rồi. Zipper này, Zipper sắp lên 2 sao này. Thôi rồi, bây giờ thì up cấp lên thôi anh em. Mua con Zipper xong rồi up cấp lên Ron. Ok, đương nhiên là sẽ up cấp lên rồi, để giữ cái chuỗi này. Rồi, tôi sẽ có 3 cái Ron. Ui, được đấy. Cây lên được 2 sao này. Được. Con này nó sẽ tăng cơ tôi ở phía trên. Vẫn còn 2 lần roll nữa nhá. Vẫn còn 2 lần roll nữa nhưng mà thôi từ từ. Round này thắng thì có 1 tiền ấy. Rồi, chuyển cái chén thánh cho con cây. Thằng này chắc là vẫn ăn rồi thôi. Chưa đủ 6 Hunter để vô tư. Rồi, thoải mái đi. Chúng ta vẫn sẽ có những cái free roll mỗi round anh em ạ. Đấy là cái điều quá tuyệt vời luôn. Úi dồi ôi, hay quá. Cái này thì chuối sẽ giữ được rất là lâu rồi đấy anh em ạ. Nhìn này là biết là chuối sẽ giữ được rất lâu. Tôi sẽ up lên 8 và tôi sẽ kẹp thêm 3 rồng nữa vào. Quá tuyệt vời anh em ạ. 3 Goblin, 3 Mech này, xong rồi 3 rồng, 3 mét. Nếu mà lên được 9 nữa thì nó sẽ là 3 phe giờ. Nhưng mà không, chắc là tôi không nghĩ là tôi sẽ lên 9 sớm đâu. Tôi sẽ lên 8, sau tôi roll ở 8 thôi, kiếm cái con Grim. Xong kết hợp để chúng ta kiếm cái bộ 9 mét fake. 9 mét fake thì nó cần gì? Nó cần con Thunder Spirit. Hiện tại là chưa có. Rồi, mấy cái thằng này thì vô tư. Ơ kìa, úp lồng ngon đấy. Thôi chết rồi, chưa kịp bật chén thánh này anh em này. Ôi thôi chết. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Ok ok, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Tôi cứ tưởng con cây chết là thua nhưng mà không. Chúng ta mạnh mà, chúng ta có rất nhiều những cái con cây đam. Và rất trâu. Vẫn chưa thấy Thunder Spirit đâu. Mà lên 8 ở cái round 16 nha anh em nhá. Không cần phải roll nhiều ở cái đoạn này đâu. Mục đích là tìm những cái con 4 đô với cả 3 đô thì cứ lên 8 mà chơi. Chứ không cần phải khô máu ở 7. Trừ khi chúng ta chơi bằng co 2 sao thôi. Chứ co 3 sao thì cứ lên cái level 9 vẫn ok mà. Lên 9 vẫn ok. Nhưng mà để Slowbone thì tôi sẽ không lên 9 mà tôi sẽ đánh ở 8 thôi. Slowbone luôn ra bài form cho nó chuẩn bài. Form sớm đội hình khỏe luôn. Đấy, chứ còn để đội hình đấy, địch là cũng có vẻ như là sẽ kẹp cá vào đây này. Và chơi Witcher này anh em này. Đấy. Tương lai là sẽ có gặp nhà Witcher nha anh em nhá. Witcher kẹp với cả đây có thể nó sẽ là kẹp cá và kẹp vua lóc ấy. Ok. Chúng ta tận dụng được cái round nào chúng ta có công nghệ mech thì chúng ta phải tận dụng luôn. Đây rồi. Thunder Spirit. Ok, cái con này tôi sẽ lấy. Vậy là chúng ta sẽ phải hoãn lại việc là sử dụng 3 rồng ở cái round lên level 8. Mà nếu mà ra con Thunder Spirit này sớm thì có khi là tôi sẽ roll sớm đấy. Kể ra mà nếu mà ra rồng để tận dụng thì lên 9 cũng được. Nhưng mà nếu mà chơi như này thì chắc chắn nó sẽ là 8 rồi. Đánh là 8 rồi. Đội hình như này có thể giữ được chuối khá lâu ấy. Ui sao ra kiếm gãy này. Ủa không được. Đồ rao này chán quá. Không lấy cái gì luôn. Rồi. Lên 8 anh em nhá. Rao lên 8. Roll hết cái công nghệ mech để kiếm mấy con Thunder. Thunder và cái con Grim. Anh em ạ. Tôi có 6 lượt roll. Rồi roll thôi. Để xem nó ra con gì. Ác mộng này. Được, cái con này được anh nhá. Ui rồi ui.
ác mộng lên được 2 sao, quá hợp lý anh em ạ. Trời ơi, dồn đồ cho ác mộng rồi. Trời ơi, hợp lý thế nhờ. Được đấy. Rồi. Thế thôi, tiết kiệm tiền chút anh em. Để cái số tiền 12 tiền này để nó có lợi tức nữa. Mua round thêm được 1 tiền. Cũng đang chiến thắng. Tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở 8 tuyệt form đấy anh em ạ. Tôi dừng lại ở 8 tuyệt form sớm. Phải tranh thủ cái lợi thế là đang có tiền. Đang có tiền hơn đối thủ, phải roll luôn. Phải form được bài trước đối thủ. Tôi như tôi vẫn chưa gặp cái thằng Hàn Quốc đúng không? Thằng Hàn Quốc có chuỗi cộng 10 kia là chưa gặp đúng không? Chuỗi thua cộng 10 kìa. Già này. Con già chắc chơi tạm thôi anh em ạ. Chơi 9 mét fake cũng ít khi chơi con già lắm. Bắn mãi phọt được cái trưởng ra. Con già bắn nếu mà không có đồ tăng mana, tinh thể mana thì bắn rất chậm. Nhưng mà chắc là tôi vẫn sẽ mua chơi tạm mấy round. Đây là gọi là tận dụng rồi. Cái sức mạnh đội hình tận dụng cái con già này một chút. Tí nữa là chỉ có Thunder với cả ác mộng thôi anh em ạ. Chứ còn không chơi già đâu. Thunder nó tung trưởng sớm, nó khỏe. Chứ còn già đợi tung trưởng lâu lắm. Chưa kể con già này nó hay bị bớ bởi Assassin. Nhưng mà con Thunder thì nó ít sợ hơn. Nó đứng ở trên. Đứng ở trên nó tỏa toàn bộ bản đồ là nó cũng không sợ. Chứ con già nhiều khi bị Assassin nó bớ đằng sau cũng hơi sợ. Đấy anh em thấy không, Assassin nó bớ ngay. Ơ kìa bạn ơi, không xả tiền cắt chuối à. Ui rồi, thế hết cơ hội rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ui rồi, bạn quyết định là giữ tiền đến chết à. Ok, hợp lý đấy. Cảm ơn nhá. Quyết định sáng suốt của bạn sẽ đem lại chiến thắng cho tôi. Được. Việt vui vẻ sang soi kìa. À, lại có ông khác lại nhăm nhe ăn cái chuối ở đây. Nhắm xem có ăn nổi không. Xem nào, Việt vui vẻ. Ôi, Việt vui vẻ trông yếu lắm. Gặp chưa? Gặp Việt vui vẻ chưa nhờ? À, chưa gặp Việt vui vẻ anh em ạ. Ừ, vậy là Việt vui vẻ muốn là ăn cái chuối này đúng không? Nhưng mà ăn cái kiểu gì? Tôi không thấy có cửa nào ăn được đâu. Đây gặp này. Nhưng mà ăn làm sao được? Ăn cái kiểu gì? Ăn đi về phải ít chí ít cũng phải 6 hunter đi mới có cái cửa nào đấy ăn chứ. Trời. Đẩy cho 16 máu luôn. Lực thật sự. Cái tầm này thì bây giờ làm gì đấy anh em? Thôi, bây giờ đợi Grim thôi anh em ạ. Trận này nói chung là chơi 9m nó là rất là hợp lý rồi. Bây giờ thử xem là có cái thằng nào nó có ý định là chơi ác mộng kẹp với cả 6 Warlock không. Tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy là cái bộ ác mộng 6 Warlock ấy, nó rất sợ cái bộ 9m kẹp với cả ác mộng đấy. Cái bộ 9m kẹp ác mộng, cái sức mạnh của nó mạnh hơn cái bộ kia anh em ạ. Mạnh hơn nhiều. Bộ này nó kẹp thêm được cái gì? Nó kẹp thêm được cả Doom. Đấy, dồn nam rất mạnh. Chỉ cần cái con Thunder nó xòe quạt thôi là gần như là đối thủ chết hết rồi. Sau đó là con ác mộng và cái con Doom nó sẽ dí vào cái con ác mộng của đối thủ. Và bộ này là một trong những bộ counter và cái bộ God Warlock ác mộng ấy. Mà theo rất nhiều anh em mà nó đang làm meta bây giờ. Ôi tôi chết rồi. Ui rồi ui, mất chuỗi cho cái thằng Thiên Tuấn này chơi Sasori cướp bài ạ. Ôi rồi ôi, tôi cứ yên tâm cái đao 19 này không mất được mà cùng mất chuỗi đao 19, cay thế nhở. Thế thôi thì đã đánh từ tốn vậy. Ảo thật đấy. Không thể tin được. Tôi cứ nghĩ là không thua đâu mà vẫn thua thằng Sasori. Thế thằng Sasori béo quá nhờ. Thơm thật sự luôn. Quả cắt được cái chuối vàng khe của tôi. Dã man, chuối từ cái round đầu tiên đến bây giờ lại chưa mất một cái giọt nào luôn. Cắt được quả chuối hơi bị thơm luôn. Thơm đấy.
Vậy Thiên Tuấn này sẽ là một cái đối tượng cần phải chú ý chăm sóc, bởi vì late game rất có thể là với cái lượng tiền nhiều như thế là chúng ta sẽ phải solo đấy. Rồi, đây rồi, Thunder này. Thôi chơi level 8 luôn anh em nhá, không lên 9 đâu, roll ở 8 luôn này. Đây rồi. Thế mang mộng đi, thế mang mộng đi. Rồi, vẫn được chơi ở level này đó. Chuyện này Thunder có vẻ bỏ tôi rồi, không ra được con Thunder luôn. Grim nữa chứ. Lên 8 là roll Grim mà còn không ra. Roll tiếp đi. Đây rồi. Đấy, trận này kiểu gì ấy nhỉ. Cứ mỗi lần mình nhắc là nó ra. Thôi được rồi, ok, dừng lại chút đã. Tích tiền lên 50 tiền rồi roll anh em ạ. Rồi, dồn đồ cho Thunder đã. Cái bộ 9m này là phải dồn đồ cho Thunder anh em nhá, không phải dồn đồ cho Ác Mộng đâu. Ác Mộng chỉ có lên 3 sao mới dồn thôi. Bộ này là phải dồn đồ cho con Thunder Spirit để mà đánh được với cái bộ Ác Mộng kẹp với God ấy. Thì chúng ta cần có Thunder nó xòe thật là nhanh để clear đối thủ. Đèn đấy nhờ, rôn mãi không ra con nào luôn. Thật. Grim ơi, Grim. Mẹ cho nó chứ. Chết rồi, Grim tịt đẻ. Bao nhiêu cái công nghệ mất thì tôi để dành để rôn mà không ra được cái con Grim mà luôn. Ok, ở đây có cái giáp thép có thể lấy nhưng mà từ từ đã anh em nhé. Trận này có vẻ tôi thấy hơi nhiều đánh tay đấy. Có thể ghép giáp thép BKB thì cũng được, dây chuyển kháng cũng được. Cái đấy nó phụ thuộc vào tương lai xem đối thủ là như nào. Ok, đây này, Sasori này. Ok, lại thua rồi kìa. Ok. Không 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 bạn ơi, không. Ui giời. Mà Thiên Tuấn còn 27 máu đây. Thiên Tuấn còn 27 máu đây. Trời ơi, Grim ơi, mày ở đâu ra đi. Doom này. À, nếu mà có Doom thì không cần Grim nhá. Có Doom thì không cần Grim đâu. Từ từ đã. Tôi nếu mà có Doom thì tôi pick cái con Laga vào là cũng chơi được. Nếu mà có Doom rồi thì không cần Grim. Bây giờ để mà form sớm, nhưng mà ở đây có một cái con Tsunami ấy. À, nếu mà cho Tsunami vào thì nó bị dính cá. Tsunami kẹp với cả 9m cũng rất là ok. Thôi từ từ đã anh em. Tôi vẫn muốn là những cái trận này nếu mà vẫn trụ được thì chúng ta vẫn lên trụ. Trụ để làm gì? Để kiếm cái gì? Kiếm cái công nghệ mách. Ăn được không? Tôi nghĩ là vẫn ăn được đấy. Ăn được. Có công nghệ mách luôn. Hay. Rồi. Ui xui ui. Già lên được 2 sao rồi đây này. Mà Grim thì vẫn chưa thấy đâu. Cay thật. Ui. Vớ vẩn, Ác Mộng lên 3 sao trước này. Ác Mộng còn 2 con nữa anh em ạ. Ôi rồi ôi, Ác Mộng còn có 2 con thôi. Căng thật sự. Grim ơi, mày ra đi hộ tao cái. Muộn lắm rồi. Tôi đã từ bỏ cái bộ kia rồi. Trận này có nha. Trận này có Ác Mộng kẹp với cả God nhá. Bây giờ phải form sớm về 9m. Anh em nhìn này. Ồ, trông có vẻ như là vẫn ăn được. Nếu mà có một con Doom bây giờ là ăn được đấy. Anh em ạ. Có Doom vào bây giờ là ăn được đấy. Có con Doom vào là ăn được đấy. Chả qua là không có Doom mới thua thôi. Bây giờ mà có con Doom là tôi sẽ ăn được thằng này. Với cả 9m nữa. Ok, ăn được đấy. Ăn được đấy. Ăn được không? Ăn được không?
Không ăn được, không ăn được, không ăn được, không được. Ăn được, hết đam rồi, hết đam rồi. Hết đam rồi. Chỉ cần Doom thôi là ăn được. Xòe quạt phát là đội hình đối thủ là bay màu hết đấy mà. Grim ơi, ra đi. Ui rồi, ui đây rồi. Hay quá. Rồi, cho vào thôi anh em. Rồi, ok. Đây, 9m. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chơi ở level 8 anh em nhé. Tôi sẽ cố gắng tôi roll cái con ác mộng lên 3 sao. Đó, và đương nhiên là tôi sẽ kẹp Doom vào để tôi đấm với nhà God Mate rồi. À, God Warlock rồi. Tôi sẽ đấm với nhà God Warlock ác mộng cho anh em xem. Thực sự là cái bộ 9m kẹp ác mộng ấy nó mạnh hơn cái bộ kia đấy anh em ạ. Đây, chúng ta bây giờ mới có cái chấn phái là huyết trượng này. Đây rồi, hay. Phải có huyết trượng. Rồi, roll tiếp nha anh em nhá. Tôi sẽ roll tiếp, tôi kiếm con ác mộng 3 sao thôi, chứ còn tôi không áp cấp làm gì cả. Bây giờ chúng ta roll tiếp, kiếm thứ nhất là ác mộng 3 sao này. Thứ hai là thêm con Doom 2 đi. Và có thể là một cái con Grim 2 sao nữa. Trở lại thằng Hàn Quốc comeback thật rồi kìa anh em cả. Nó ra con ốc 3 sao là nó bắt đầu comeback được rồi. Đấy, còn những cái nhà beat thì không tính tiền nha anh em nhá. Mấy cái nhà beat ấy cực kỳ yếu luôn. Tôi không hiểu sao beat ở trong meta nó bắp liên tục. Sau mỗi cái update nó bắp liên tục mà nó vẫn không ai chơi. À không phải không ai chơi mà nó rất yếu. Và bây giờ là thật sự là nó không ai chơi thật. Đấy, nó yếu quá. Bắp liên tục từ bắp con sâu, bắp con sói này, sang bắp con tút ca này. Đấy, bắp cho cả cáo luôn. Nhưng mà beat thật sự quá yếu. Có lẽ là vì là assassin. Meta có assassin nên là beat thì không có cửa chơi. Bây giờ cái bộ 9 warrior hay bộ beat ấy, hay là bộ gì nữa nhỉ, goblin là những cái bộ yếu nhất. Ui giời, thằng này đi rồi, thằng này chắc chắn đi rồi. Có ngộ không ra thì cũng thế thôi. Ngộ không kẹp với cả cái gì cơ, chả biết là kẹp cái gì luôn. Hình như là Warlock thì phải. Nhưng mà quá đen gặp tôi. Ui dồi ôi, còn một con nữa thôi anh em ơi. Một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con ác mộng nữa thôi, một con ác mộng nữa thôi. Luôn nhá, luôn nhá, luôn 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 luôn. Lên luôn nào này đi. Hết tiền luôn anh em ạ. Một con nữa thôi. Đây rồi. Ui giời các bạn ơi. Rồi rồi, dồn đồ cho ác mộng được rồi. Quá tuyệt vời. Đấy. Thế là bây giờ là ngon nghẻ rồi đúng không? Bây giờ bây giờ là vô địch rồi đấy anh em ạ. Anh em nên nhớ con ác mộng là một trong những con tướng mạnh nhất bây giờ. Và nó đang ở trong cái bộ mạnh nhất của nó luôn đấy. Cái bộ này ấy, tôi nghĩ là nó chỉ sợ mỗi cái bộ ở level 11 là 9m thằng Ryu kẹp với cả ác mộng thôi. Đánh ở level 11 là thêm được 3 rồng nữa. Đấy, còn ở cái bộ mà gọi là kết hợp theo kiểu là chỉ có 10 con ấy, thì tôi nghĩ là cái bộ này là cái bộ mạnh nhất rồi. Không còn bộ nào mạnh hơn đâu. Khỏe lắm anh em ạ. Còn ác mộng ở trong bộ này nó tung trưởng liên tục. Cái đam của lượng đam của nó thì rất to rồi. Nhờ có cái việc giảm kháng phép của cái bộ 9m thì nó thực sự nó rất là kinh khủng. Nhưng mà cái điều kinh khủng nhất ấy, nó chính là đối thủ không nhấc tay lên được luôn. Kể cả là ác mộng của đối thủ nhá. Ác mộng của đối thủ cũng tôi cũng nghĩ là đối thủ sẽ không thể nào có thể tung trưởng được liên tục đâu. Kể cả là đối thủ có 4 gót. 4 gót kẹp với ác mộng 6 Warlock nhưng mà không được tung trưởng liên tục ấy. Thì nó cũng thế thôi anh em, nó cũng phế thôi. Đấy, chưa kể là tí nữa tôi còn kẹp Doom vào nữa thì chắc chắn là đối thủ là chết rồi. Cái bộ này vào là nó xòe quạt một phát là chết hết bọn Warlock. Chỉ còn duy nhất một con ác mộng thôi. Đấy, đây nó chính là cái bộ counter vào cái bộ gót ác mộng này anh em ạ. Rồi, để xem nào, để xem mày có sống nổi không. Một xe quạt. Ok. Được không, được không, được không, được không. Ủa, bây giờ làm gì. Ui, anh em nhìn kìa, máu tụt kìa. Thấy chưa, anh em thấy chưa. Chưa kẹp Doom vào đâu, chưa kẹp Doom vào đâu. Đấy, bây giờ Doom 2 sao thôi mà chết. Cho Doom 2 vào. Mạnh lắm anh em ơi. Đùa chứ, cái bộ này nó chấp tất cả các thể loại bây giờ luôn ấy. Kể cả là Witcher nhá, Witcher cũng không ngán luôn.
Witcher nhiều khi là God ác mộng ấy, God Warlock, God 6 Warlock kèm ác mộng là nó cũng hơi bị ngàn Witcher luôn ấy. Nhưng mà cái bộ này thì không. Bộ này còn ác mộng, ở trong cái bộ 9 Madfake này nó không ngán cái bộ Witcher đâu anh em ạ. Assassin nó cũng không ngán luôn. Cái bộ God Warlock nó còn ngán Assassin, chứ còn cái bộ này nó không ngán Assassin. Nó chơi được Assassin luôn đấy. Tôi đã từng có cái trận đấu mà tôi chơi con ác mộng này chỉ có 2 sao thôi. Nhưng mà chơi 9 mét thằng Ryu oánh cái bộ Assassin mà cái con Shadow Assassin 3 sao như con luôn. Đấy, em nhớ trận đấy không? Cũng chỉ cách đây khoảng một tuần gì đấy thôi. Đấy, có cái video đấy. Đây rồi. Đây rồi bạn ơi. Căng nhở, căng nhở. Rồi sao, rồi sao, rồi sao, rồi sao, rồi sao. Ui trời ơi, anh em thấy chưa? Khỏe chưa? Đấy là còn thiếu đồ ấy nhá, chưa có đồ tăng cho cái con đấy đâu. Ê à, toàn đồ đánh tay này. Tự nhiên lại ra đồ đánh tay, nhưng mà tự nhiên lại ra con Ngộ Không. Thế lên 10 chúng ta có thể kẹp thêm con Ngộ Không vào đánh tay thì cũng ok này. Hợp lý không? Quá hợp lý. Thôi nói chung là tiết Tsunami cái tầm này chắc là cũng chả cần. Đủ khống chế rồi mà. Tiết Tsunami thôi. Cho ngoài. Đam tay cho Ngộ Không cầm đập cho nó khỏe. Ok. Tôi nghĩ là cho Ngộ Không cầm cái lượng đồ chém lan với cả hút máu như này thì oánh là khỏe luôn ấy, ở trong kể cả trong bộ 9 mét luôn, không liên quan gì luôn cũng vẫn khỏe. Đấy, để đấy, vừa có thêm khống chế nữa mà. Có thêm đam bánh tay. Rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Đây có cái chén thánh nữa. Chén thánh cam. Món cam. Nó sẽ giúp cho cái con này của tôi nó sẽ solo với con ốc của cái con nhà 9 xin luôn. Không ngán gì con ốc luôn. Ốc chấp cả coi như là ốc gì? Chấp cả ốc có BKB 2 luôn nha anh em nhá. Chấp luôn. Không sợ. Nó chỉ bật được có 10 giây thôi mà. 10 giây mà con ác mộng của tôi không chết thì có nghĩa là nó sẽ chết. Rất là bá đạo luôn. Rồi, bây giờ tích tiền lên 10 thôi anh em. Tầm này chắc là tôi cũng không ham roll nữa đâu. Tôi lên 10 tôi kiếm con Ngộ Không vứt vào là xong. Anh em ạ. Roll làm gì, lên 10 kiếm Ngộ Không 2 sao. Đấy, còn cái nhà top 2 bây giờ nhá, nó đang đánh ở level 10 đấy. Thằng ấy oánh nó hơi vội nhá, nó lên 10 nó nói chung là chơi God ác mộng Warlock mà nó lên 10 sớm như thế là nó cũng sẽ là gọi là hơi vội đấy. Và tôi vẫn đánh ở 9 đấy này, tôi ngại đâu. Ok, lên 10 kẹp cá đúng không? Được. Nó định kẹp cá để nó ăn cái bộ này của tôi anh em ạ. Nhưng mà nó đâu có biết là kẹp cá nó không có cái vấn đề gì xảy ra cả. Ôi trời ơi bạn ơi. Càng lấy rồi sao. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Nó là God và nó đứng im bên chết kìa. Anh em vừa nhìn thấy quả rồi không? Thậm chí cái con Doom nha, nó còn không Doom vào con ác mộng của nó cơ. Con Doom của tôi nó còn không Doom vào cái con ác mộng của nó. Mà rồi nó vẫn đứng im bên chết. Nó không tung nổi trưởng luôn anh em ạ. À. Anh em thấy thế nào? Rõ ràng cái bộ này là cái bộ mạnh nhất ở trong cái bộ những cái con mà ác mộng nó kẹp vào. Anh em có đồng ý với cái ý kiến này không? Cái quan điểm của tôi cực kỳ mạnh. Nhiều khi cái bộ God Warlock nhá, nó vẫn còn counter được. Nó kẹp Doom vào này hay là nó chơi 9 Assassin nó còn counter được. Nhưng mà cái bộ này nhá, không counter được đâu anh em ạ. À. Counter khó lắm. Chơi kẹp cá các thứ vào nó cũng vẫn vô tư. Không sợ tí nào luôn. Chấp kẹp cá, chấp kẹp Doom luôn. Đây rồi, Assassin này. Vẫn là 9 Assassin. Không sợ. Không sợ. Rồi sao? Hết 10 giây. Hết 10 giây là thua rồi. Hết BKB là thua. Con ốc là hết BKB là nó chết thôi anh em ạ. À. Chỉ cần cái con ác mộng của tôi là sống. Chỉ cần ác mộng của tôi sống thôi anh em ạ. À. Làm thế nào mà ác mộng của chúng ta có thể là trụ được đến khi mà solo với con ốc là chúng ta chiến thắng. Đấy, còn cái thằng Hàn Quốc nó đang muốn đớp tôi lắm ở đây. Nó liên tục sang để coi như là nó định giết cái con ác mộng của tôi. Đấy, nên là tôi lúc nào tôi cũng thế, tôi cũng phải chuyển cái con ác mộng ở dây cuối anh em nhá.
không bao giờ để con ăn bộng đứng một chỗ luôn. Thế là đối thủ làm gì có cái cửa nào mà có thể là bắt được cái con ăn bộng của tôi đâu. Không bao giờ anh em ạ, à, dây cuối chuyển. Bắt hộ cái, bắt hộ cái. Ui giời, bắt kiểu gì? À, kẹp sáu cá anh em ạ. À, thằng này chuyển ra sáu cá. Sáu cá, ư, ừ, sáu cá sao? Sáu cá. Sáu cá ăn được không? Ăn được cái kiểu gì? Ui giời ơi anh em ơi. Thằng assassin nó chuyển ra sáu cá đây này. Thì anh em thấy chưa? À, tôi nói rồi, cái bộ này nó không sợ sáu cá đâu anh em ạ. À, sáu cá nói chung là cũng chả có cái vấn đề gì luôn. Dã man, thấy chưa, bộ này nó có counter đâu, không counter được dễ thế đâu anh em ơi. Đây là cái bộ mạnh nhất trong tất cả các thể loại của con ác mộng đấy anh em, và cái bộ 9m ác mộng cũng là cái bộ 9m mạnh nhất trong tất cả các thể loại 9m đấy. Nó là cái bộ mạnh nhất ở trong cái đội hình của nó rồi, nó là tối thượng ở trong cái đội hình này rồi, nên là không anh em ạ, đối thủ chả cái cửa nào luôn. Còn cái thằng God Warlock thì thôi, xác định luôn. Gặp tôi là cái con ác mộng của nó là đứng im đến chết. Không tung được một lần trưởng nào luôn. Kể cả Doom là anh em thấy là cái ván trước là Doom còn Doom trượt nhá. Còn nếu mà ván này mà Doom còn Doom trúng thì thôi, xác định. Đấy rồi, kẹp cá rồi, vẫn có si nhê gì đâu. Anh em thấy không? Kẹp cá là cũng chả có si nhê gì luôn. Một mình con ác mộng của tôi chấp hết này. Anh em nhìn này, anh em nhìn nhá. Này nó đứng im này. Đấy có tung một trưởng ở đâu? Thấy chưa? Con ác mộng của nó không tung được trưởng. Đó. Thế nên là cái hiệu ứng God của nó cũng có như không. Thấy chưa? Thấy mạnh chưa? Mạnh chưa? Ác mộng 9m vô địch. Đối thủ rất là có cố gắng ấy nhá. Cái thằng Hàn Quốc thực sự nó rất cố gắng ấy. Là nó dùng con ảo ảnh để nó bắt cái con ác mộng của tôi. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ bắt được. Đấy, tôi nói thẳng luôn. Là ở trong những cái trận đấu mà ở đỉnh cao như này thì đừng có hòng mà bắt được cái con ác mộng. Đấy. Không bao giờ bắt được luôn. Thế nên là cái việc bắt thì là không thể rồi. Bây giờ chỉ có chuyển đội hình counter thôi. Và nó đã cố gắng nó chuyển sang cái đội hình 6 cá đấy. Nhưng mà 6 cá có si nhê ở đâu. Nó rất cố gắng nhưng mà không làm gì được. Nó tính toán đúng cái round mà nó gặp tôi đấy. Tức là nó chơi rất hay đấy nhá. Nó tính được cả cái round nó gặp tôi để nó chuyển vào là 6 cá để nó ăn tôi mà rồi cuối cùng nó không ăn được, không ăn được. Đó. Thế một cái sự thể hiện là cái sự mạnh mẽ ở trong cái lineup này. Quá mạnh anh em ạ. Đối thủ có cố gắng nhưng mà mọi cố gắng của đối thủ đều vô ích. Không có ý nghĩa gì hết nhá, mọi cố gắng đều vô nghĩa. Không thể ăn được. Ok. Rồi, bây giờ tôi kiếm lốt con Thunder 3 sao nữa xong. Bây giờ chỉ roll Thunder 3 sao thôi anh em ạ. Chứ còn cũng thêm con Ngộ Không nữa là xong. Hết. đều rồi. Nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là ấy. Muốn counter được con ác mộng thì chỉ có nhà phát hành mới counter được thôi anh em ạ. Còn chưa, còn bây giờ mạnh quá rồi. Đây, lại 6 cá một lần nữa đúng không? Ok bạn, 6 cá thì 6 cá thôi. Có ngán gì đâu, nào, bây giờ như nào đây? Ok, 6 cá. 6 cá, đứng im bên chết rồi anh em này. Không làm cái gì luôn, đứng im bên chết luôn anh em ạ. Assassin thì cũng mạnh đấy. Kẹp 6 cá vào đấm chết được cái thằng thằng God Warlock kìa. Nhưng mà tôi đối thủ đang rất là bất lực luôn. Hộ cái bạn ơi. Hộ cái. Rồi bây giờ chuyển gì? Chuyển thành cái gì đấy? Ô nó chuyển thành cái gì ấy nhỉ? Ô anh em ơi nó chuyển thành cái gì ấy? 6 cá. À vẫn 6 cá, vẫn 6 cá, vẫn 6 cá. Vẫn là 6 cá. Vẫn là 6 cá anh em ạ. Thế thì vô tư. Ok bạn ơi, làm gì đấy, làm gì đấy, làm gì đấy, làm gì đấy. Vẫn là 6 cá thì vẫn vô tư thôi. Vẫn là 6 cá thì vẫn vô tư thôi. Ồ, rồi sao? Nói chung ý là cái con này nhá, nó gọi là mắc binh rồi đấy. Nó đã là con ốc ba và nó có cái áo giáp thiên thần rồi. Nó có cái BKB cuối rồi, nó kèm thêm 6 cá nữa. Nhưng mà anh em thấy nó cũng không có cái ý nghĩa gì cả. Nó chả có cái ý nghĩa gì luôn. Rồi, bây giờ làm gì, làm gì? À, không. Đổi rồi anh em ạ, đổi rồi, quyết định đổi rồi.
Vẫn là 6 cá, vẫn là 6 cá. Nhưng mà là 6 cá này là 6 cá Ryu. 6 cá Ryu, sau đó thì kẹp thêm 3 assassin. À, rồi sao? Kể cả chơi là kẹp thêm 3 assassin kẹp cọc nữa thì vẫn vô tư. Tôi để con Ngộ Không ở góc. Làm sao? Bắt đi. Ừ, bắt đi. À, nó cướp Doom của tôi, nó cướp Doom. Ờ, à, được. Cướp Doom. Có sống để mà Doom ở đâu. Trời ơi. Thôi. Đối thủ bất lực chưa này, anh em nhìn này. Ôi giời, đối thủ một đống đồ không thể nào mà có thể nhấc được cái tay lên được. Đối thủ vừa mới cắn máu lên kìa anh em kìa. Nó đã phải cắn máu lên rồi đấy. Nó cắn máu lên, nó lại còn 19 máu. Trận đấu lại kéo dài thêm. Nhưng mà thôi, làm cái nỗi đau của đối thủ thêm dài thôi chứ còn làm gì đâu. Kéo dài trận đấu chỉ làm cho nỗi đau thêm dài thôi. Cái tầm này bạn làm cái gì? Tôi chuỗi 11 vàng khè luôn, đối thủ bất lực. Không có một cái ý nghĩa gì trong những cái việc xoay bài, chuyển bài cả. Bắt đầu chuyển tiếp này anh em này. Đối thủ đang loay hoay rất nhiều các cái phương án khác nhau để mà giết tôi đấy. Muốn thịt tôi đấy, nhưng mà thịt cái kiểu gì thì chưa thấy thịt được luôn. Nó vẫn quyết định là cướp cái con Doom đúng không? Vô nghĩa. Vô nghĩa. Đó là một cái điều vô nghĩa. Vẫn cướp Doom, nhưng mà tôi đã để con Ngộ Không ở cái vị trí đấy. cướp Doom xong chưa kịp tung trưởng đã bay màu. Trời. Lại còn bị đẩy nhiều máu hơn cơ anh em ạ. Thôi xong rồi, 10 máu thế thì cái round 41 là cái round cuối cùng của bạn rồi. Xong, đối thủ không còn cơ hội gì nữa. Bây giờ đối thủ phải nghĩ ra cái phương án khác đi, chứ còn kẹp 6 cá vào không ăn thua đâu. Cái bộ 9 mét này nó không sợ 6 cá anh em ạ. Hoàn toàn không sợ 6 cá. Đối thủ coi như là full đồ thủ rồi, full đồ kháng phép rồi. BKB cuối rồi, sau đó lại còn 6 cá vào, kẹp thêm cả 3 assassin các kiểu rồi, vẫn không làm gì được luôn. Thế bây giờ phải làm nào? Bây giờ phải làm nào đây? Bây giờ thì phải làm thế nào đây? Ai cho đối thủ câu trả lời đi. Đối thủ bây giờ đã hoảng lắm rồi đấy. Thực ra là cái việc đối thủ hoảng thì đương nhiên là hoảng từ lâu rồi. Còn bây giờ là đối thủ đang loay hoay trong bất lực. Đấy. Bất lực rồi anh em ạ. Ok, đồ này cho Ngộ Không thôi. Trời ơi, đồ như thế này thì bạn đỡ làm sao được. Quá mạnh anh em ạ. Mà con Ngộ Không mãi không lên được 2 sao. Chưa thêm được con nào luôn. Rồi, roll nha anh em nhá. Tao này tao cuối tôi roll hết tiền luôn. Đối thủ tôi nghĩ là hết cửa. Từ từ nhá, cái con heo này là tôi nghĩ là sẽ phải có một cái phương án backup ấy. Mua heo đi. Backup anh em ạ. Ok. Không ra con Ngộ Không là luôn. Tôi sẽ có cái phương án backup dành cho đối thủ. Nếu mà đối thủ chả may mà có ăn được. Ui, chuyển sang Gritter kìa. Gritter chứ lị. Gritter anh em ạ. Chuyển sang Gritter. Ui giời ơi, bởi vì nó bị đóng đá đúng không? Nên là chuyển sang Gritter để không bị đóng đá. Nhưng mà bạn ơi, Gritter thì Gritter thì không có đam. Trời ơi, Gritter bị đẩy từng lay máu cơ mà. Sai lầm rồi bạn ơi, 24 máu. Trời ơi. Đấy nó chỉ là cái cơ hội cuối cùng của đối thủ thôi anh em ạ. Nó có một cái sự thử nghiệm của đối thủ. Đấy là đằng nào cũng thua rồi thì chuyển sang Gritter thử xem thế nào. Đấy, và cuối cùng thì cũng bất lực, không có làm được gì hết. Dã man. Không bị đóng đá không có nghĩa là chiến thắng anh em nhá. Không bị đóng đá nhưng mà cái lượng sát thương của nó gây ra là rất lớn. Không có làm được cái gì hết. Dã man thật sự anh em ạ. Line up cực kỳ kinh khủng luôn. Và đối với tôi đây là cái line up mạnh nhất khi mà kẹp cái con ác mộng vào đấy anh em. Đấy, con này ác mộng nó sẽ mạnh nhất ở trong cái bộ này. Anh em thấy thế nào anh em hãy để lại dưới phần comment nhé anh em nhé. Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với siêu phẩm cận kề cái chết ngàn cân treo sợi tóc. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem sự trỗi dậy của quân đoàn xác sống anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của video anh em nhé.
Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.